Hello anh em nhé, về một lô âm ly các dòng của Nhật. Rồi anh em nhìn này, lô này về được cả những cái dòng kéo đẩy. Những dòng kéo đẩy lô này em về những cái dòng Pioneer 1500 này, về mấy bộ mà về đủ tay sách nhé, có cả tuner luôn nhé. Bộ này em bán giá rất là tốt. Ba bộ này thì giá nó chênh nhau một chút, loanh quanh. Ví dụ như bộ đầu tiên này khoảng 8,8 triệu một bộ, là gồm có cả ba thớt này. Đấy, hoặc là các bác nào mà đang chơi Pioneer 7825A âm ly ấy, mà đang thiếu tuner 7825A này, những cái chiếc này em bán tầm 1,5 triệu, 1,6 triệu một chiếc, giá rất là rẻ mà rất là mới đẹp nhé. Đấy. Còn tuner em về cả những cái dòng tuner của Technic và Pioneer để anh em ghép vào những cái bộ 7900 này này, tay em chỉ này. Chỉ loanh quanh chỉ hơn 1 triệu tí là được chiếc rồi. Đấy. Còn nếu mà anh em nào mà thích cao cấp hơn thì anh em có thể chơi 7825 mã, như con chiếc đẹp đẹp này em giao lưu với các bác có 10,9 triệu, giá rất là tốt, giá rất tốt luôn. Mà các bác nhìn hàng nhé, bây giờ em quay chi tiết cho các bác xem, nhìn hàng rất đẹp. Đồng hồ thì con nào cũng sáng đẹp hết. Đấy, lên đẹp này, còn như con tuner 7800 này, con nào à, đây 7802, không có con xấu thì giao lưu anh em 1,5 triệu, 1,6 triệu, nhưng con đẹp xuất sắc thì khoảng 1,9 triệu nhé. Đấy, cái con này là gọi là đẹp xuất sắc này, 1,9 triệu, 1,8 triệu cũng có, nó tùy vào, cứ xấu đi tí thì em sẽ bán rẻ đi các bạn, nhập lô mà. Đấy, đều rất là đẹp. Đây 7825 mã này, 7825 mã này, 10,9 triệu này, anh em nhìn rất là đẹp, 10,9 triệu, trên dưới 11 triệu có. Đây như cái bộ này, đấy chỉ loanh quanh trên dưới 9 triệu là cả ba thớt này luôn các bác nhé, thớt đẩy, thớt kéo và thớt tuner. Đây anh em nhìn tuner 7820 này, rất là đẹp luôn. Đây là những cái dòng tuner Technic này. Đây tuner 7,82 nữa này. Tuner này là của 7,9 này, 7,9 rất là đẹp nhé. Nếu mà các bác nào mà đang chơi 7,9 hoặc là những dòng Pioneer các bác cho này vào đều rất đẹp. Cái quắp nó rộng. Mà tuner này thì thường nó rẻ hơn 7,82 ấy. Hoặc là bộ kéo đẩy Aurex này, nó vừa tiền này. Bộ này em về cũng ba thớt cho các bác nhé, đủ thay sách. Đây nữa này, một bộ 1,5 triệu đây, cũng rất là đẹp nhé. Đấy. Đồng hồ vu rất đẹp này, còn cả con này cũng đẹp này, à, chưa cầm điện, 3,30 chơi AR. Đây 7,82 đây các bác này, hàng rất là đẹp. Đây này có 7,725 mã của Technic này, 7,425 mã này. Đây tuner 7,800 này, hàng đẹp rất đẹp. Đây có cả con 7,62 này, 7,62 này thì gần như mới, cũng hiểu là 40 năm rồi. Các bác nhìn cái chất nhôm, chất núm của nó đẹp này. Đấy. Dòng này các bác chơi nhập vàng rất là hay, chơi nhập vàng cực kỳ hay. Những cái dòng mặt trắng này thì nhìn chung màu sắc nó rất là tốt. Đấy, các bác chơi được những cái dòng kiểu này, này, hoặc là những cái dòng cây này nó đánh cũng rất là tốt nhé. Ừ. Còn như 7,82 mà các bác thích chơi cả bộ Complex Pioneer thì các bác có thể lấy con 9,500DB này. Tí em sẽ quay cho các bác nhé. Đấy, anh em mà có nhu cầu thì liên hệ với số điện thoại đấy nhé. Rồi, cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.